Nhìn bắt đầu qua kính thiên văn, bắt đầu là nhóm sao dễ thấy nhất của chòm sao Đại Hùng mà bây giờ chúng ta đang dễ thấy ở phía bắc. Bằng mắt thường nếu nhìn kỹ, chúng ta hoàn toàn có thể thấy một ngôi sao mờ hơn, nhỏ hơn ở bên cạnh như thế này. Và nếu nhìn bằng kính thiên văn thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn, đó là Mizar và Angkor. Chúng cách trái đất trung bình khoảng 83 năm ánh sáng, tức là tương đương với khoảng 800.000 tỷ km. Khoảng cách này rất lớn và đơn giản là không thể tới được với công nghệ hiện tại của chúng ta. Và khoảng cách giữa Mizar và Angkor là khoảng 3 năm ánh sáng. Nếu bạn nào có thể nhìn thấy được bằng mắt thường cả Mizar và Angkor ở rất sát nhau thì sự sát nhau đó trong vũ trụ nó cũng lên đến khoảng 3 năm ánh sáng rồi. Và nếu như nhìn kỹ hơn vào Mizar bằng kính thiên văn của mình, chúng ta sẽ thấy có hai ngôi sao, đó là Mizar A và Mizar B. Mizar A là sao to hơn. Thực sự là rất khó để mắt thường có thể nhìn phân biệt đó là hai ngôi sao. Nhưng thực tế chúng cách nhau khoảng 52 tỷ km, tương đương với quãng đường gấp 345 lần khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời. Và trên thực tế thì nếu như điều kiện quan sát tốt hơn và kính hiện đại hơn thì chúng ta sẽ nhìn được nhiều hơn nữa ở hệ sao Mizar và Angkor này. Có một điều mình khá là thích khi mà về quê, đó là được ngắm một bầu trời đầy sao. Đây là bức ảnh mà mình đã chụp lại bằng điện thoại 7 ngôi sao ở phía bắc. Các bạn nhìn trông thấy giống hình gì? Mình thì thấy giống cái giỏ kéo đi siêu thị. Và thực tế thì 7 ngôi sao này chúng ta gọi là nhóm sao bắt đầu, đó là Dabi, Merak, Phaedra, Migret, Alion, Mizar, Ankai. Ngoài ra nếu nhìn thật kỹ vào đây, chúng ta sẽ thấy có một ngôi sao ở rất sát nữa, đó là Angkor, phụ tinh của Mizar. Tuy nhiên chắc mắt thường thì rất khó nhìn được ngôi sao này. Và nhóm sao bắt đầu là phần sáng nhất của chòm sao Đại Hùng, tức gấu lớn, Ultra Major. Nhìn 7 ngôi sao này trông sáng, thấy gần thế thôi, chứ thực ra nó cách khá xa, có khi lên đến cả hơn 100 năm ánh sáng. Và một thông tin quan trọng nữa là cái tên bắt đầu không phải là một ngôi sao và càng không phải là sao Bắc Cực. Tuy nhiên từ bắt đầu chúng ta có thể tìm ra sao Bắc Cực bằng cách kẻ một đường thẳng đi qua hai ngôi sao này và về hướng chính Bắc. Các bạn thử tìm sao Bắc Cực theo hướng này xem có thấy không nha. Và trong dân gian, bắt đầu là tên của một vị nắm giữ sổ sinh tử đứng bên cạnh Ngọc Hoàng. Và chúng cũng là 7 ngọn đèn mà Gia Cát Lượng đã xếp để lập đàn kéo dài tuổi thọ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tuy nhiên gió thổi đèn tắt. Và lý do thì theo mình là ông đã quên không xếp một ngọn đèn nhỏ nhỏ ở đây, tượng trưng cho phụ tinh Angkor của Mizar. Chắc lúc đấy ông không nhìn thấy, hoặc là nhà thục đang thiếu dầu, không đốt được.